Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành, tôi cầm tiền cũng áp lực lắm, không biết cho ai bây giờ. Nhiều lúc tôi ngồi ở chương trình cứ cho người này người kia mỗi người một ít tiền, lúc cho thì có vẻ ít nhưng nhiều số cộng lại lên tới cả trăm triệu, Trấn Thành cho biết. Vừa qua tại hậu trường chương trình Hát Mãi Ước Mơ, Trấn Thành đã chia sẻ đôi điều về bản thân khi thực hiện chương trình này. Khi thấy được nhiều cảnh bất hạnh, mình sẽ biết nhìn lại bản thân. Tôi đã ngồi ở chương trình này được 3 mùa và thấy đây là chương trình có ý nghĩa nhất trong những chương trình tôi từng tham gia. Nó không chỉ có ý nghĩa cho người ngồi đó mà cảm xúc đông đầy, còn giúp cho nhiều người nhận được món quà ý nghĩa về cả vật chất lẫn tinh thần. Đã có nhiều game show đem lại tiếng cười phục vụ nhu cầu giải trí, nhưng chương trình này không chỉ dừng lại ở đó, nó vừa giúp giải trí vừa giúp người xem cảm được cuộc sống. Khi thấy được nhiều cảnh bất hạnh, mình sẽ biết nhìn lại bản thân mình, trân quý cuộc sống và sống làm sao cho tốt hơn, ý nghĩa hơn. Chương trình này không chỉ nhân văn cao đẹp mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc giáo dục con người. Có thể sau khi xem xong chương trình, mọi người sẽ bớt ăn cơm, tắm bớt hao nước, ra đường bớt xả rác, giúp được cho nhiều người hơn. Có khi tôi qua Mỹ biểu diễn cũng có người hỏi tôi làm thế nào để liên lạc được với người nhà người kia, hay gửi tiền về giúp họ. Điều này chứng minh chương trình này tác động nhiều tới kiều bào ở nước ngoài. Kiều bào mình ở nước ngoài luôn hướng về Việt Nam. Nhiều Việt kiều gửi cho tôi vài trăm đô, thậm chí cả ngàn đô để tôi cho người ta. Tôi chẳng biết cho ai lại đem đến chương trình này. Tôi cầm tiền cũng áp lực lắm, không biết cho ai bây giờ. Nhiều lúc tôi cầm tiền cũng áp lực, không biết cho ai bây giờ. Nhưng tôi hiểu ý của họ là không biết cho ai và đang tin vào một người đang giúp đỡ mọi người như tôi, nên mới gửi tiền cho tôi. Mọi người hãy tin rằng tiền mọi người gửi cho tôi không dám xài, tiêu tiền đó không tốt đẹp gì cả. Tôi chắc chắn sẽ đem số tiền mà mọi người tin tưởng gửi cho tôi để trao lại cho những người thực sự cần. Nhiều lúc tôi ngồi ở chương trình cứ cho người này người kia mỗi người một ít tiền, lúc cho thì có vẻ ít nhưng nhiều số cộng lại lên tới cả trăm triệu, tôi nghe xong mà muốn xỉu. Nhưng tôi nghĩ thế này, tôi nhận thêm 100 triệu một chương trình thì tạm ổn. Chứ với nhiều người có được 100 triệu là cả gia tài, thay đổi cả cuộc sống của họ. Bởi vậy nên tôi cố nhịn thêm một chút, bớt ăn tiêu một chút để giúp đỡ họ. Trong cuộc sống này, mình lành lặn hơn người ta đã là may mắn. Nếu người ta không may mắn như mình mà mình giúp được thì cứ giúp người ta, cứ cho đi trước rồi kiểu gì cũng nhận lại được. Trước hết là nhận được sự thanh thản, cảm xúc tích cực, tự thấy vui vẻ khi giúp được người khác. Sau đó tôi nhận được sự kính nể, kính trọng của người khác dành cho mình. Một lần nữa tôi muốn mọi người hãy quan tâm đến chương trình này nhiều hơn. Cái gì làm được trong tầm tay thì cứ làm, rồi đến một lúc nào đó sẽ nhận lại được giá trị khác. Khi bạn cho ai đó, người đấy sẽ không trả lại bạn đúng những gì bạn cho, nhưng bạn sẽ nhận lại được từ những người khác. Cho tới ngày hôm nay tôi cảm thấy những gì mình đang làm là đúng. Tôi rất thích Cẩm Ly, đó là người phụ nữ chân thành, tốt bụng và hào phóng. Năm nay có thể vì bận chuyện cá nhân nên chị Cẩm Ly không tham gia được, nhưng tôi tin chị ấy vẫn luôn theo dõi tôi và chương trình. Làm vợ người ta không danh không phận, vì cớ gì mà nhiều mỹ nhân Việt chấp nhận làm kẻ thứ ba? Mới đây diễn viên Kiều Thanh lên tiếng thừa nhận là người thứ ba, nhưng đáng ngạc nhiên hơn khi cô lại rất tự hào về điều này. Người ta lại tự hỏi, thế giới mấy tỷ người sao phải là đàn ông có vợ? Theo lời Kiều Thanh chia sẻ, người đàn ông mà cô gọi là chồng và vợ chưa ly dị nhưng không còn sống chung, và hiện tại nữ diễn viên cùng chồng đang hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Kiều Thanh cũng tuyên bố, chị tự hào là người thứ ba, hãy sống như chị. Nữ diễn viên phía trước là bầu trời đưa ra lý do để biện hộ cho mối quan hệ ngoài luồng của mình. Theo Kiều Thanh, trước khi có tình yêu thì cả hai đến với nhau bằng tình người. Chính sự quan tâm và sẻ chia khiến cô và chồng cảm kích và quyến luyến nhau hơn. Nếu đặt trường hợp người đàn ông kia vẫn còn độc thân, chia sẻ của Kiều Thanh đáng được hoan nghênh. Nhưng về pháp luật, chồng hiện tại của nữ diễn viên đã là người đàn ông có gia đình. Bất cứ lý do nào mà nữ diễn viên đưa ra ở đây đều vấp phải sự phản đối của dư luận. Cách Kiều Thanh chen chân vào cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ của người khác khiến cô trở thành trung tâm mọi sự chỉ trích. Đạp đổ cơ hội hàn gắn khi hạnh phúc người khác ở giai đoạn trong trên là điều người ta khó có thể cảm thông cho nữ diễn viên, bất chấp cô có muôn vàn lý do biện hộ. Trước Kiều Thanh, nhiều mỹ nhân Việt cũng chịu không ít điều tiếng khi chấp nhận làm tình nhân nhỏ bé của người đàn ông đã có gia đình. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà từng có thời điểm lao đao vì bị cho là kẻ thứ ba quấy rối. Khi ấy, nhiều hình ảnh thân mật giữa cựu huấn luyện viên The Voice với đại gia buông sừng tê giác mặt được lan truyền trên mạng.
Một ngày thật bất ngờ, vợ của đại gia này lên mạng xã hội chỉ đích danh tên nữ hoàng giải trí, chính là người chen chân vào hạnh phúc gia đình chị. Một cuộc tẩy chay rầm rộ dành cho giọng ca tìm lại giấc mơ vào thời điểm ấy. Nhiều hợp đồng quảng cáo bốc hơi, khắp các diễn đàn là sự phẫn nộ của cư dân mạng đối với Hồ Ngọc Hà. Sự việc càng lên cao trào khi chính Chu Đăng Khoa, vị đại gia nói trên lên tiếng bảo vệ nữ hoàng giải trí. Trước sức ép dư luận, cuộc tình này kết thúc trong im lặng và sau đó được Đàm Vĩnh Hưng, người anh thân thiết trong nghề của Hà Hồ xác nhận, có lẽ đây chính là mối tình nhiều sóng gió nhất đối với người đẹp gốc Quảng Bình. Đình đám không kém cuộc tình của mỹ nhân họ Hồ, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cũng từng lên tiếng thừa nhận mình là con giáp thứ 13. Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được, Ngọc Trinh chia sẻ. Sự thẳng thắn thừa nhận là kẻ thứ ba, chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, một phần vì tình yêu, một phần vì hoàn cảnh khiến Ngọc Trinh khó nhận được cái nhìn thiện cảm. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, Ngọc Trinh cũng cho dư luận thấy, cô ý thức được câu chuyện của mình là sai, làm người thứ ba là nỗi nhục cả đời không tẩy được, chân dài chà vinh sau này nhìn lại. Ca sĩ Thanh Thảo cũng thừa nhận mình là kẻ thứ ba khi dành tình cảm cho Bình Minh lúc anh đã có vợ. Những bằng chứng hẹn hò của cặp đôi này từng khiến dư luận xôn xao một thời. Tuy nhiên, mối tình chớm nở cũng nhanh chóng dừng lại trước sức ép dư luận. Hiện tại Thanh Thảo đã tìm được bến đỗ bên người chồng Việt Kiều điển trai giàu có. Bình Minh cũng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng người vợ Tào Khang. Khi rơi vào những cuộc tình ngang trái, chấp nhận là người tình bé nhỏ, bên những người đàn ông trăng hoa, không ít người biện minh tình yêu không có lỗi, lỗi ở con tim. Dẫu biết chuyện tình cảm khó lòng nói trước, nhưng việc đánh đổi tất cả chỉ để chạy theo mối tình mơ hồ, mập mờ trong bóng tối, không danh cũng chẳng phận liệu có xứng đáng. Nhất là khi người đàn ông trong cuộc tình này mang số đào hoa, sẵn sàng giăng lưới tình để chinh phục, họ chỉ muốn được nhiều hơn, chứ chưa thể an phận làm tròn trách nhiệm một người chồng. Làm người thứ ba không ít mỹ nhân Việt chấp nhận sự thiệt thôi. Hồng Quế âm thầm làm mẹ đơn thân, Trương Hồ Phương Nga đánh đổi hơn 2 năm tạm giam khi người tình lật kèo, và nhiều người nổi tiếng khác cũng từng chịu lời chỉ trích, sự nghiệp lao đao suốt thời gian dài. Hoa hậu Tường Linh, người đẹp từng có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có vợ, mới đây cũng trải lòng về khoảng thời gian mang gông, con giáp thứ 13. Tôi chưa từng thấy một kết thúc đẹp cho người thứ ba, hiếm lắm. Sao phải làm người thứ ba vì yêu, người thứ ba là sai rồi, vạn lần sai, biết sai thì không nên làm, bởi kết thúc sẽ đau đớn lắm, nhưng chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Tôi không muốn sai, tôi thà cô đơn còn hơn phải chịu đau một lần nữa, nàng hậu ngậm ngùi. Cô dâu Lê Lộc hạnh phúc bên chú rể Tuấn Dũng, dù trước đó công bố là friendzone. Xuất hiện tại show diễn thời trang, Lê Lộc Tuấn Dũng thu hút được sự chú ý của mọi người khi hóa thân thành cô dâu chú rể cùng nhau trình diễn thời trang. Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Minh Châu, sự kiện thu hút được tham gia của nhiều văn nghệ sĩ. Tham gia vào show diễn, Lê Lộc hóa thân thành cô dâu nhẹ nhàng bên cạnh chú rể lịch lãm Tuấn Dũng. Cặp đôi nắm tay nhau cùng bước đi trên sàn diễn thời trang càng khiến cho khán giả hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi thật sự chứ không chỉ đơn giản là trình diễn. Lê Lộc diện trên mình chiếc áo dài trắng với họa tiết đơn giản đã giúp cô khoe được vóc dáng mảnh mai của mình. Nữ diễn viên sinh năm 1995 luôn nở nụ cười tươi trên môi, giống với hình ảnh của cô dâu hạnh phúc trong ngày thành hôn. Lê Lộc luôn cười rạng rỡ như cô dâu thật thụ trong ngày thành hôn. Cặp đôi trẻ Lê Lộc Tuấn Dũng cũng tỏ ra khá ngại ngùng khi lần đầu sánh bước trên sàn diễn thời trang. Hy vọng trong thời gian tới khán giả sẽ được nghe tin tốt từ cặp đôi này. Trước đó, cặp đôi này từng khiến cho khán giả phải tiếc nuối khi cả hai cùng tham gia vào chương trình Người Ấy Là Ai, nhưng đã không đến được với nhau. Mặc dù biết là Tuấn Dũng rất yêu mình, nhưng Lê Lộc vẫn quyết định nghe theo cảm xúc của cô và trao hoa cho chàng trai khác. Cặp đôi friendzone này đã lấy đi rất nhiều cảm xúc của khán giả. Ngoài ra, trong buổi trình diễn thời trang còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Ngọc Diễm, Huỳnh Vi, Hoài An, Lê Bela, Trúc Nguyễn, Bắc Linh, Huỳnh Đông, Ái Châu, Quốc Thái, Yến Nhi. Kylie cùng ông xã Thanh Duy, nam diễn viên Quốc Thái trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng. Diễn viên Huỳnh Đông cùng vợ là Ái Châu. Tường Vi xinh đẹp rạng rỡ. Thúy Diễm và bé Bảo Ngọc. Hứa Minh Đạt tậu giới hộp 2 tỷ tặng cho bà xã Lâm Viễn Dạ nhưng kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Hứa Minh Đạt không chỉ nhắn nhủ đầy ngọt ngào
mà còn tặng xế hộp 2 tỷ để tặng vợ Lâm Vĩ Dạ nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Vừa qua là dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới vợ chồng Hứa Minh Đạt Lâm Vĩ Dạ. Trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt dành một bức tâm thư dài mùi mẫn, gửi gắm sự yêu thương đến gia đình nhỏ, đặc biệt là bà xã của mình. Nam diễn viên hài đã viết lên trang cá nhân rằng, đối với anh như mới ngày hôm qua, vậy là ngót nghét chúng mình đã 9 năm về chung một mái nhà, phải ăn cùng một mâm cơm, chúng mình đã từng trải qua những hương vị đắng cay khổ nhọc, hỉ nộ ái ố. Nhưng pha trộn những hương vị đó, cho đến hôm nay mình nhận được, đó chính là hai chữ hạnh phúc em nhỉ. Đáp lại lời chân tình cũng như yêu thương từ ông xã, Lâm Vĩ Dạ cũng nhắn nhủ đầy ngọt ngào, cảm ơn ba mày và sắp nhỏ đã cho mẹ một gia đình. Không chỉ có một gia đình hạnh phúc, mà đôi vợ chồng hài còn khiến nhiều người càng ngưỡng mộ hơn khi họ có hai cậu con trai vô cùng đáng yêu, nhưng vẫn quan tâm lo lắng như những ngày đầu yêu nhau. Để tạo bất ngờ cho vợ của mình, Hứa Minh Đạt đã dành cả ngày để chuẩn bị thật kỹ lưỡng món quà mua tặng bà xã. Nhân dịp ý nghĩa này, Hứa Minh Đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đúng chuẩn ông chồng xoái ca khi tặng vợ xế hộp 2 tỷ đồng. Ngay sau khi bài viết chia sẻ, rất nhiều anh em đồng nghiệp chúc mừng đến vợ chồng Lâm Vĩ Dạ như Hoàng Yến Chi Bi, Đỗ Mạnh Cường, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Lý Phương Châu. Hứa Minh Đạt đã chuẩn bị trang trí để tạo sự bất ngờ đến cho bà xã Lâm Vĩ Dạ. Cả hai vợ chồng diện trang phục giản dị cùng hai quý tử trong ngày đi nhận xế hộp. Nam diễn viên hài đã khiến ai nấy cũng ngưỡng mộ trước tình cảm anh dành cho vợ của mình. Lâm Vĩ Dạ xúc động khi thấy món quà ý nghĩa được chồng và các con chuẩn bị trong kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Nam diễn viên hài dường như hạnh phúc thích thú trong giây phút trải nghiệm lái chiếc xe mới tàu. Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt từng học chung Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau một thời gian hẹn hò, cả hai đã quyết định kết hôn và cùng nhau xây dựng gia đình vào cuối tháng 7, 2010. Hai vợ chồng hiện nay đã có hai cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu là Khôi Vĩ và Khôi Nguyên. Dù đã có hai quý tử, nhưng cả hai vợ chồng Lâm Vĩ Dạ cũng thường xuyên trốn con đi hâm nóng tình yêu. Sau thời gian sống cùng nhà 9 năm, Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt đã khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc ở hiện tại.